Mình phải đến trời thọ này lên chín được nhưng mà quay không được nữa, bị bể răng. 10-14 nếu mà mua mà tao quay được thì tao mua liền. Ủa cái máy là quay được chị? Máy 11 thôi. Mười hai, mười ba không quay được. Nó kiểu quá rồi đó mới nói. Đang cười nhảy nó mà không thúi nha thầy. Đầu anh đến cũng bất hạnh luôn. Gửi cho em mấy hình mà tú chụp trên máy chị á. Gửi chứ. Cầm bánh về à? Rồi rào tiền có cầm gì không? Dạ không chị. Tiền em lấy em cho em tặng mình luôn rồi. Cho rồi nữa chứ. Chị đưa tiền đó cho họ ngồi họ trả trả họ đúng không? Ừ, không có. Thì đó. Thiên không nhớ thì chị Hà móc nguyên cái cục đó ra đưa cho hắn để từ từ đó. Không, là em chỉ hỏi cái cặp đang kiểm tra còn cái cục đó không thôi. Ủa? À hơn mà hết máy hả? À? Cũng không nhiều lắm. Món gì? Có đâu. Em có chụp bill lại không? Mấy đứa là ở lại sau cùng về luôn đúng không? Nó được hơn á, đỡ đầy bụng. Còn rượu, rượu là hình như chỉ có mình uống nè, mình uống. Còn lại hai chai đó, sáng nay chị Hà có đem đây. Hai chai đang dở. Đang dở đem về luôn à? Tại vì mới xíu, mới mở ra xíu. Thank you.
điện để sửa sang. Rồi hầu hơn là mấy bó hoa ta, hai bó hoa đúng không? Nè đó rồi Tú Vàng có ngủ không đó hả hai đó. Chào hôm đang ngon ghê ta. Cái cây gì? Cái cây gì cũng. Cái cây mà mặn. À điện tính á. Có cần không vậy? Thì vậy không dùng, dùng mà đau. Đau rồi chị. Tê tê dục dục. Trong nhiều người họ chịu không được. Có hiệu quả gì không? Cũng khô vết thương. Nó dành cho vết thương thôi. Mà hồi nãy chị làm mấy người họ đau quá rồi còn bị cái nó nữa. Thôi mà dễ giật mình lắm, nó giật mình là điện mà. Tia điện mà. Chờ em để đây là cái tia điện đưa vô da. Đuôi lúc mấy cái máy này có hết mà. Mình có rồi chị. Trời, mấy máy này là có thấy. Là có thấy á. Mà do vậy không dùng thôi. Chứ tự nhiên trong đây có thấy mà. Đây nè, xíu ta đem ra ta bài cho. Ta chích thử cho.